Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt vòi over trên iPhone Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Rồi bước đầu tiên thì mình sẽ Vuốt lên like. Rồi mình bấm vào Face ID để nhập mật mã này Rồi bây giờ các bạn muốn nhập mật mã thì các bạn chọn vào cái mật mã đó Ví dụ như là bây giờ mình muốn nhập số 1 thì mình chọn vào số 1 sau đó các bạn bấm hai lần vào số 1 nha. Thẻ nhớ mới Bấm Mật mã là số 1 cho mình nè Rồi bây giờ mình muốn nhập số 2 thì mình chọn vào số 2 Sau đó các bạn bấm hai lần Đó là nó nhập số 2 nè Rồi số 3 cũng vậy các bạn chọn vào số 3 Sau đó các bạn bấm hai lần Đó là nó đã nhập số 3 cho mình Và tương tự số 4 số 5 nha cũng như là số 6 nha hoặc là cái số nào mà các bạn đã cài mật mã thì các bạn chọn như thế nha 4 GHI 5 JKL 6 Đó, vậy là 4, mình đã H, hành, mở 4, khóa iPhone thành công cỡ, nhiều nắng cao nhất 35 độ độ cờ thấp nhất 20 mail không có email chưa đọc để mình tắt âm lượng cho nó nói hoài rồi thì khi các bạn đã mở khóa lên rồi á bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt nha rồi sau đó các bạn bấm hai lần vào cài đặt rồi sau đó các bạn chọn vào một cái nào đó mình sẽ chọn vào thông báo rồi sau đó các bạn dùng băng ngón tay này các bạn vuốt lên rồi sau đó các bạn bấm vào trợ năng rồi các bạn bấm liên tiếp vào trợ năng các bạn bấm hai lần liên tiếp nha đó. rồi sau đó các bạn bấm vào voi over này thì hiện tại đang bật này nha Bây giờ các bạn bấm vào rồi các bạn bấm vào hai lần nha rồi sau đó các bạn bấm tắt vào over đi các bạn bấm hai lần đó vậy là mình đã tắt voi over trên iPhone Bây giờ thì mình đã đó lại như bình thường rồi nè đó các bạn thấy chưa Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tắt voi over trên iPhone Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.